When we choose, we lose. Khi mà bạn lựa chọn, bạn đã đánh mất một phần bên trong chính mình rồi. Bạn đã đánh mất cái phần mà khao khát được sống, khao khát được nhìn thấy, khao khát được xuất hiện, khao khát được desire bên trong mình. Và lúc đó thì bạn sẽ, mình có thể cảm nhận một điều là bạn sẽ không có hạnh phúc với cái sự lựa chọn đấy đâu. Vì cái sự lựa chọn đấy nó luôn luôn mang lại sự hy sinh. Xin chào các tâm hồn xinh đẹp của Mai Vũ, chào mừng bạn quay trở lại với Infami Podcast, nơi mình chia sẻ những bài học, kinh nghiệm và tâm tình về hành trình chuyển hóa của chính mình. Mình mong muốn rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn đi thật vững vàng, nhanh chóng và xa trên hành trình trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính bạn. Nào, chúng ta cùng vào buổi trò chuyện ngày hôm nay nhé. Hello, chào mừng bạn quay trở lại với Infami Podcast. Và ngày hôm nay chúng ta có một episode vô cùng đặc biệt. Đấy là episode nói về ba cái chọn lớn nhất của người phụ nữ. Và nhớ chờ thôi từ cái cuối, bởi vì cái đáp án cuối mình đưa ra sẽ làm bạn thay đổi cách sống hoàn toàn đó. Chắc là bạn cũng đã theo dõi Mai một thời gian hoặc là mới biết đến mình. Thì xin tự giới thiệu lại, mình là Mai Vũ, Empowerment Coach dành cho những người phụ nữ hiện đại muốn sống trọn vẹn và đầy đủ từ bên trong với sự thành công trong sự nghiệp và trong câu chuyện tình cảm. Vì sao mình ngày hôm nay mình lại nói lại cái câu tagline rất là hào hứng này của mình, là bởi vì mình nhìn thấy trong quá trình mình lớn lên và cũng như quá trình mình chứng kiến tất cả những người phụ nữ xung quanh mình đều nhìn thấy họ đều phải đứng trước một cái sự lựa chọn. Và những cái sự lựa chọn đấy luôn luôn làm cho họ cảm thấy vất vả, vật vã và vô cùng không có vui vẻ về cái chuyện đấy. Vậy thì ba cái chọn lớn nhất của những người phụ nữ thường diễn ra như thế nào? Hồi tầm bé, khi mà mình mới bắt đầu đến tuổi 18, 19 hay là 20 thì mình rất là ý thức được việc là mình bắt đầu phải chọn chồng. Và lúc đó thì có rất là nhiều người tiến đến với bản thân mình và có những cái hành xử, có những cái cuộc theo đuổi hoặc là có những cái lời chia sẻ về câu chuyện tình cảm của họ với mình. Tuy nhiên là mình rất là khó để đưa ra một cái sự lựa chọn phù hợp nhất với chính bản thân mình, bởi vì trong mỗi một cái anh chàng đó đều có một cái phần nào đấy mình thích. Nhưng mà không hoàn toàn là thích hẳn hết tất cả những anh chàng đấy. Và mình luôn luôn cảm thấy là mình rất là cầu toàn. Mình là một cái rất là cầu toàn và luôn luôn chờ đến cái chàng hoàng tử bạch mã tiến đến với mình. Chính vì thế nó làm cho bản thân mình cho đến tận năm 26, 27 tuổi còn thực sự là chưa có một cái mối tình nào có thể đi đến hồi kết. Bởi vì sao? Bởi vì là bản thân mình luôn luôn chờ đợi trong cái trạng thái chờ đợi một cái người gì đấy hoàn hảo nhất. Vậy thì ở đây á, khi mà mình đưa ra cái sự lựa chọn đấy, đó là mình lựa chọn chờ. Và chờ một cái người hoàn hảo nhất, mình không nhận ra được là mình là ai, chính bản thân mình là ai, thì mình mới thu hút được cái người tốt hơn như vậy. Và hồi đấy thì bản thân mình không nhận ra được là inner work, tức là cái hành trình đi vào bên trong, hành trình chuyển hóa bên trong, nó làm cho bên ngoài của chúng ta được thay đổi một cách dễ dàng nhất. Mình không hề biết chuyện đó và mình quyết định để bản thân mình trôi qua trong cái sự chờ đợi mòn mỏi cho tới khi câu chuyện tình cảm nó đi vào bế tắc. Rồi lúc đó mình mới tỉnh ngộ và nhận ra là mình không còn cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc thay đổi chính bản thân mình để thu hút một cái người đàn ông tốt hơn. Nhưng mà đấy là câu chuyện của mình. Còn câu chuyện ngoài kia thì sao, thì mình nhìn thấy được có khá là nhiều cái bạn gái ở một cái khía cạnh khác. Có rất là nhiều chàng trai theo đuổi và những chàng trai khá là tốt, nhưng mà họ luôn luôn phải đưa ra cái sự lựa chọn là ô, anh này tốt quá nhưng mà nói chuyện chả thú vị gì cả, anh kia thì nói chuyện rất là hào hoa thế nhưng mà lại không có vẻ trung thủy, hoặc là anh nọ thì có ra thế ổn tuy nhiên là ngoại hình chưa vừa mắt, hoặc là anh này thì ngoại hình tốt nhưng mà chưa chắc là có thể chu cấp được cho cái cuộc sống của mình. Thế thì tất cả các bạn gái khác cũng đều phải đưa ra một cái sự lựa chọn, chọn anh nào để mà cái cuộc sống của tôi yên ổn nhất. Và mình nhớ rất là rõ ràng trong tất cả những cái bộ phim hoặc trong những cái câu nói mà mẹ mình nói hồi bé, đấy là người phụ nữ thường đưa ra sự lựa chọn an toàn nhất. Lựa chọn an toàn mà nó có mang lại hạnh phúc hay không thì lại là câu chuyện khác, đúng không? An toàn thì thường có thể là mang lại cái sự êm ấm đấy, nhưng mà hạnh phúc thì thực sự là mình không chắc chắn. Vậy thì người phụ nữ khi lựa chọn an toàn là sẽ lựa chọn người đàn ông mà cảm thấy bản thân an toàn nhất, cảm thấy là ừ ok, anh ấy còn số khuyết điểm nhưng mà tôi sẽ chọn anh này vì anh toàn tốt nhất. Tôi có thể là chưa yêu anh này lắm nhưng mà anh ấy có vẻ là người có thể chu cấp cho tôi, mang lại cho tôi một sống bình yên. Tôi có thể là chưa thực sự cảm thấy cuốn hút với anh này cho lắm nhưng mà anh ấy có thể mang lại một cái câu chuyện thực sự là giúp cho bản thân tôi chấp nhận được cái cuộc sống này. Mình nhìn thấy rất là nhiều được cái câu chuyện của từ các bác các cô trước, nghĩa là họ lựa chọn những người chồng hoặc là rất là yêu mình và họ không yêu lại nhiều lắm bởi vì cái người chồng đấy mang lại cái cảm giác an toàn, hoặc là họ lựa chọn những người họ yêu nhưng mà cuối cùng thì lại không có một cái sự chung thủy. Vậy thì ở đây á,
cứ mỗi lần chúng ta chọn thì chúng ta sẽ đều phải đánh rơi tất cả mọi thứ đúng không? Thì đấy là cái lựa chọn đầu tiên khi chúng ta lập gia đình. Hãy chờ tôi tới cuối vì mình sẽ đưa ra cái lời giải đáp cho bạn. Cái lựa chọn thứ hai mà mình nhìn thấy lớn nhất của những người phụ nữ đấy là bắt đầu khi mà đi làm mình sẽ phải đưa ra cái sự lựa chọn là tôi làm công việc như thế nào, tôi nên lựa chọn công việc ở bên này hay nên lựa chọn công việc ở bên kia, và làm như thế nào để tôi có thể kiểu lựa chọn việc lương cao hay stressful, hay là nên lựa chọn việc lương thấp nhưng mà kiểu đồng đội và sếp rất là tốt với tôi. Và mình đã từng coaching rất là nhiều bạn rơi vào cái trạng thái là lựa chọn và cái trạng thái either or đấy, tức nghĩa là tôi chỉ có thể sống với một cái mức lương tàng tàng nếu mà tôi muốn có một cái môi trường làm việc thực sự, sự yêu thích, còn nếu mà tôi làm một cái mức lương cao hơn thì chắc chắn là tôi sẽ rơi vào cái tình trạng rất là căng thẳng, rất là stress và không có một cái cuộc sống tự do và tâm hồn. Chính vì thế các bạn ấy luôn luôn lựa chọn, một là các bạn lựa chọn vì tiền hoặc hai là các bạn lựa chọn vì cái sự tự do trong tâm hồn, thì một trong hai cái đấy đều làm cho các bạn ấy phải hy sinh cái vế còn lại. Và thử hỏi mà xem bạn có thể sống được bao nhiêu lâu với một công việc lương thấp mà không mang lại những giá trị của mình, cho dù những cái người xung quanh rất là nice. Mà cũng thử hỏi mà xem bạn có thể làm việc bao nhiêu lâu với một cái công việc mà nó ăn mất tâm hồn của mình, đánh cắp mất tâm hồn của mình và không giúp cho bản thân mình nhìn thấy được là chính mình có một cái giá trị cao hơn về nó vượt qua cái tiền bạc, nó là giá trị về mặt thời gian, giá trị về mặt công sức, giá trị về mặt kỹ năng, và mình xứng đáng có được một cái môi trường làm việc tốt hơn, một cái môi trường làm việc với cái sự chỉn chu hơn hoặc là với một cái sự tôn trọng hơn về mặt thời gian, đúng không ạ? Thế là cái lựa chọn lớn thứ hai. Lựa chọn lớn cuối cùng đấy là khi mà một người phụ nữ đã lập gia đình rồi, có con rồi, có chưa con, đều phải đứng trước sự lựa chọn giữa việc hy sinh gia đình hay hy sinh sự nghiệp, và cuối cùng thường là cô ấy lựa chọn hy sinh bản thân mình trước. Và mình coaching rất là nhiều những cái người phụ nữ mà luôn luôn nếu mà họ phải đặt trên bàn cân là lựa chọn cái điều gì thì họ sẽ luôn luôn lựa chọn để cho bản thân của mình bị hy sinh trước, và họ sẽ rất là khó hy sinh công việc hay là họ khó hy sinh gia đình, nhưng họ sẽ luôn luôn hy sinh bản thân mình trước, hy sinh cái thời gian, cắt bớt cái thời gian dành cho bản thân, không còn cái thời gian là lột quần áo hay trau chuốt bản thân hay là yêu thương bản thân nữa, mà dành vào đó là cái thời gian dành cho con cái, không còn thời gian để thực sự journaling hay affirmations hay là có những cái practice để thấm đượm tất cả những cái spiritual growth của họ nữa, mà họ dành thời gian dành cho sự nghiệp. Mình cũng đã từng chính bản thân mình cũng đã từng phải đứng trước cái sự chọn này, và unconsciously một cách vô thức mình đã lựa chọn hy sinh bản thân mình khá là nhiều trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà làm cái sự nghiệp riêng như thế này. Và mình nhận ra là cái cách đi này nó không hề sustainable, nó không thể đi một cách lâu dài được, bởi vì đến cuối của cái tháng đấy, ở cuối của cái chu kỳ đấy, mình sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi hoặc là vô cùng uninspired, và mình cảm thấy là rõ ràng là những người khách hàng và những công việc đấy nó mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng thực sự cái kết nối với bản thân bên trong mình, cái mối quan hệ với bản thân mình, nó mới là cái mối quan hệ lâu dài và bền vững nhất. Vậy khi mà bạn đứng trước bất kỳ cái sự lựa chọn nào và bạn cần phải đưa ra cái quyết định đấy, nếu mà trước đây bạn luôn luôn đưa ra quyết định rất là chậm chạp là bởi vì bạn luôn sợ đánh mất một cái gì đó, bạn luôn sợ là mình sẽ đưa ra lựa chọn sai, thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái đáp án mà mình nghĩ là sẽ giúp cho bạn giải tỏa cái nỗi sợ này nhiều nhất. Đấy là hãy lựa chọn chính bản thân mình trước, hãy lựa chọn cái điều mình mong muốn kiến tạo trước, hãy lựa chọn cái trải nghiệm mình muốn sống ở đó, tại đó trước, hãy lựa chọn những cái người partner, người đối tác, hay là những người chồng, hay là những người sếp, hay là những người khách hàng mà dựa vào cái điều bạn mong muốn lớn nhất trong cái khoảng thời gian đó. Sau này khi bạn nghĩ lại thì có thể là invite những người đó up level hoặc là tìm đến những người khác, đúng không ạ? Còn chồng thì mình nghĩ là nên up level thì đúng hơn. Nhưng mà ở đây á, thay vì mình phải lấy một lúc năm anh để trải nghiệm cuộc sống với họ rồi sau đó mới đưa ra kết luận, thì mình hãy lựa chọn những cái essential, những cái tinh túy mà trong mỗi một họ mang lại cái cảm giác tốt và tích cực cho mình, cái cảm giác hào hùng cho mình. Tôi sẽ mong muốn có một người chồng vừa mang lại cái sự tự do trong cuộc sống này, vừa mang lại cái sự cảm giác an toàn, và là một người chồng có một sự trung thủy và có một ngoại hình rất là trau chuốt và cũng biết cả chăm sóc bản thân mình. Bạn hoàn toàn có thể có được điều đấy, và mở ngoặc lại tiếp là bạn sẽ là ai để thu hút những người đấy, chứ không, mình không nói đến cái khía cạnh entitlement là kiểu tôi sẽ là kiểu là người xứng đáng với điều đấy, mà bạn không hề chấn chỉnh lại hoặc không hề trau chuốt lại bản thân mình hay mindset của mình, thì đó là entitlement, và nó sẽ không có hiệu quả đâu, đóng ngoặc. Thì ở đây á,
Hãy lựa chọn những cái sự tinh túy của cái người đàn ông mà bạn mong muốn sống cùng, bạn mong muốn nhìn thấy cùng. Trong cái câu chuyện dating, có thể là bạn đã có circle dating theo cái become the one, bạn có thể circle dating 3 đến 4 người cùng một lúc và họ đều có những cái tố chất mà bạn yêu thích, nhưng mà không phải tất cả những cái tố chất bạn mong muốn đều xuất hiện ở trong họ. Vậy thì hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng và hoặc là envision về cái người đàn ông mà bạn thực sự mong muốn có, cái người đàn ông có thể mang lại cái I have it all đấy, tức là cái package hoàn hảo, cái package tốt đẹp nhất mà bạn thực sự muốn có một người đàn ông. Và luôn và trong lúc đó thì bạn hãy hoàn thiện bản thân mình hơn, bạn hãy giải quyết tất cả những cái fear, tất cả những cái nỗi sợ, tất cả những cái suy nghĩ tiềm thức mà đang ngăn chặn bạn cho từ cái điều đấy. Đấy là cái lựa chọn về mặt tình yêu. Thế nên lựa chọn vào sự nghiệp thì sao? Thì đối với cái cô gái mà mình đã từng coaching kia, và cô gái đấy không phải là người duy nhất đâu, mà là một người đại diện cho rất là nhiều người mình đã từng coach, thì mình luôn luôn nói là bạn có thể có lựa chọn giữa một công việc mang lại cho bạn cái sự hạnh phúc, mang lại cho bạn cái điều vui vẻ, mang lại cho bạn cái satisfaction, cái sự vô cùng là fulfill được đầy đó, mà cái công việc đó lại có một người sếp tốt và có những người đồng nghiệp tốt, có môi trường muốn phát triển rất là văn minh, thì bạn có muốn chọn cái điều đấy hay không? Đúng không ạ? Thì cô gái nói là có, mình rất là muốn có điều đấy. Và chỉ như vậy thôi, chúng ta cứ hành động dựa vào nỗi sợ, và chúng ta phải đưa ra cái sự lựa chọn. Lựa chọn thì mang lại hy sinh, và hy sinh thì là đến từ việc tôi sợ là tôi không thể có, tôi sợ là tôi phải đánh mất một cái gì đấy để tôi có điều này. Thế thì thay vì chúng ta lựa chọn với nỗi sợ và phải hy sinh, thì chúng ta hãy quay lại lựa chọn với cái sự empowered nhất, cái sự nỗ lực nhất bên trong của mình, cái sự tự nhỏ do nhất bên trong của mình, cái sự tự do đấy giúp bạn kiến tạo được cái môi trường tiếp theo. Rất là nhiều bạn học Money Mindset xong đã nói là thay vì em nghĩ là em chỉ có thể xứng đáng với mức lương này mà cái người sẽ được không tốt, thì em đã quay lại và lựa chọn là em xứng đáng có thể có một cái mức lương này, đồng thời là em có thể có một cái môi trường làm việc tốt hơn, và bạn ấy đã được phỏng vấn ở một cái môi trường cực kỳ tốt, và bạn rất là hạnh phúc với điều đấy. Thế thì khi mà bạn đứng giữa cái sự lựa chọn sự nghiệp ấy, thì hãy đưa ra cho bản thân mình cái câu hỏi là nếu tôi có thể có cái điều này một cách tốt hơn, thì tôi muốn có cái điều gì ở đây. Và cuối cùng, khi mà đứng giữa sự nghiệp và gia đình, thì bản thân bạn đang lựa chọn cái điều gì? Và hầu hết tất cả mọi người đang lựa chọn là đánh rơi bản thân mình trước đã rồi tính tiếp, đúng không? Hoặc là cắt bớt mà thời gian đi làm rồi về nhà với con sớm hơn, hoặc là cắt bớt thời gian cho con, ignore con và quay đến chỗ làm và làm hùng hục và làm tập trung hết vào sự nghiệp. Và ở đây mình có một cái cách sống, đấy là cái cách sống đó giúp cho bạn có được một cái sự nhàn nhã mà lại kiến tạo được tất cả mọi thứ, have it all. Và cái phong cách sống đó mình gọi là effortless living. Đấy là cái việc mà mình biết được cái thời gian, biết được cái công sức của mình nên tập trung vào đâu, mình biết được làm như thế nào để mình có thể kiến tạo được một cái phong thái sống rực rỡ hơn, làm như nào để mình có thể kiến tạo được một cái môi trường sống tốt đẹp hơn mà mình không cần phải làm quá nhiều thứ ở đó, làm như nào để mình có thể có được một cái khoảng thời gian dành cho chính mình và không phải hy sinh khoảng thời gian đó, mà và khi đó tất cả mọi người xung quanh bạn sẽ được lợi, và khi đó con bạn cũng sẽ được lợi, khi đó chồng bạn cũng sẽ được lợi. Và nếu mà có một cái cách sống giúp cho bạn nhìn thấy được là chính bản thân bạn có thể phân bổ thời gian trong một ngày để hoàn thành tất cả những điều gì bạn mong muốn, thì bạn có thực sự mong muốn sống trong cái phong cách đó hay không, và giúp cho bạn nhìn thấy được là tất cả những cái hành động trong mỗi một ngày của bạn đều mang lại một cái giá trị nhất định, và bạn không cần phải hành động nhiều hơn hoặc là không cần phải hành động quá vất vả để đến được cái điều bạn mong muốn, thì bạn có muốn sống với cái phong cách này sống hay không? Effortless living là như vậy. Và effortless living tập trung chủ yếu rất là nhiều về những cái queen mindset là I can have it all, tôi có thể có tất cả mọi thứ. Nó không giống như queen training hồi xưa, và mình đã quyết định là mình sẽ không làm lại queen training nữa. Nhưng mà thay vào đó mình sẽ tiến hành tạo ra một cái khóa học hoàn toàn mới có tên gọi là effortless living, phong cách sống nhàn nhã mà có tất cả. Và effortless living là cái nơi mà mình thực sự mong muốn chia sẻ cái phong cách sống này tới với nhiều người phụ nữ hơn, mà họ có thể kiến tạo được cái thành công trong sự nghiệp và thành công trong gia đình một cách dễ dàng nhất, một cách nhàn nhã nhất, effortless mà, một cách phi nỗ lực nhất, và giúp cho họ nhìn thấy được chính bản thân họ có thể có được tất cả mọi thứ, và không chỉ nhìn thấy mà còn bắt đầu bước vào những bước đầu tiên để bắt đầu kiến tạo cái việc có thể có tất cả mọi thứ đó. Effortless living thì chính là cái nơi mà mình giúp cho các bạn nhìn thấy được mà tôi có thể đưa ra sự lựa chọn, và cái sự lựa chọn đó nó diễn ra như thế nào, nó thực sự phù hợp với tôi như thế nào, và bạn có thể có
có thể kiến tạo tất cả mọi mọi điều bạn mong muốn đến từ cái sự lựa chọn này. Cái sự lựa chọn thực sự rất là powerful. Và để kết lại cái bản podcast ngày hôm nay, thì thay vì lựa chọn người khác muốn gì, thay vì lựa chọn những gì đang bày trước mắt của mình, bạn hãy lựa chọn chính bản thân mình đỉnh trước hết. Cái cảm giác trọn vẹn đấy nó đến từ việc bạn chọn chính mình đã, bạn chọn cái điều mà mình mong muốn đã, bạn chọn cái yếu tố hoặc là cái cách sống hoặc là cái văn hóa sống, phương pháp sống, một trong môn sống mà mang lại cho bạn cái sự trọn vẹn đủ đầy về tất cả các khía cạnh đã, chứ không chỉ còn là tôi có từng này options và tôi phải chọn một trong những cái điều đấy. When we choose, we lose. Khi mà bạn lựa chọn, bạn đã đánh mất một phần bên trong chính mình rồi, bạn đã đánh mất cái phần mà khao khát được sống, khao khát được nhìn thấy, khao khát được xuất hiện, khao khát được desire bên trong mình. Và lúc đó thì mình có thể cảm nhận một điều là bạn sẽ không có hạnh phúc với cái sự lựa chọn đấy đâu, vì cái sự lựa chọn đấy nó luôn luôn mang lại sự hy sinh. Và nhân ngày phụ nữ Việt Nam, mình muốn nhắn nhủ là hy sinh không phải là cái cách sống của chúng ta, đúng không? Nếu chúng ta hy sinh thì tất cả mọi người xung quanh chúng ta sẽ mất đi một người phụ nữ sống dạng người nhất, mất đi một cái nguồn tình yêu lớn nhất. Khi chúng ta sống hy sinh, chúng ta không thể nào vui vẻ khi chăm sóc con cái, chúng ta cũng không thể vui vẻ để hoàn thành tất cả công việc ở một cái năng lượng cao nhất được. Thì chúng ta hy sinh, chúng ta không thể phục vụ khách hàng hoặc là trả lời cái tin nhắn email ở một cái năng lượng tình yêu nhất được. Mà chúng ta cần phải đủ đầy cốc nước tình yêu đấy cùng mình đã. Yêu chính mình, phát triển cái mối quan hệ với chính mình một cách mạnh mẽ, sâu sắc nhất. Khi đó chúng ta luôn luôn có quyền được lựa chọn điều tốt đẹp nhất. Effortless Living sẽ mở đầu tháng 11. Hiện tại bạn muốn đăng ký với giá pre-sale of 50%, thì nhớ comment me first ở cái bài viết đang xuất hiện ở trên tường của Mai về ngày 20 tháng 10 này nhé. Và hoặc là bạn có thể inbox cho mình để mình có thể gửi cho bạn application để đăng ký. Hiện tại thì thông tin mới là như vậy thôi. Và mình chúc bạn có một cái ngày 20 tháng 10, một ngày phụ nữ hoàn toàn tuyệt vời. Ngày hôm nay mình cũng sẽ lựa chọn bản thân mình trước. Và thay vì làm một cái sự kiện nào đấy, thay vì mình xuất hiện và viết những cái bài dài dằng dặc mất thời gian, thì mình sẽ lựa chọn chia sẻ với người con gái của mình, yêu thương và dành thời gian cho cô ấy. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ bài podcast này hoặc bài viết đấy cho những người phụ nữ bạn quan tâm. Thay đó là cái lời cảm ơn hoặc là cái lời tri ân hoặc là cái lời động viên, giúp cho họ nhìn thấy được là họ hoàn toàn có những sự lựa chọn, họ có thể sống chọn khác đi và họ có thể sống chọn tại ngày hôm nay. Yêu bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những bản podcast sắp tới nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Impact Me Podcast ngày hôm nay, và sự chuyển hóa của bạn là món quà ý nghĩa nhất đối với chính mình. Đừng ngần ngại chia sẻ bản podcast và những thông điệp ý nghĩa này trên story và tag mình tại empower.muse. Và nhớ chia sẻ vì trao đi là còn mãi, và bạn sẽ đón nhận lại rất nhiều điều kỳ diệu đến từ vũ trụ. Nhóm Dám Sống Với Ước Mơ là nơi mà mình sẽ đưa thêm những thông tin và những khóa training và về chính cái con đường chuyển hóa của chính mình. Bởi vì trong thế giới của tính nữ, chúng ta nắm giữ vận mệnh của bản thân chính chúng ta. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại bạn ở những bản podcast sắp tới nhé.